Đấy, ở đó hiện tại là cực kỳ là tốt. Ok. Dạ. Ở đó tốt, cực kỳ ok, không vấn đề gì, bọn em hỗ trợ cho người đến cùng. Thầy còn thầy nó thực ra là thầy đi đâu thì bọn em theo đó. Có thể là vài hôm, ba hôm nữa mà thầy ăn uống và thầy khỏe khoắn trong người thì thầy lại tiếp tục di chuyển. Thì cái đó thì bọn em lại đi theo, không vấn đề gì cả. Dạ, bọn em lại đi theo thôi, không vấn đề gì cả. Với bọn em quan trọng là thầy được mạnh khỏe, thầy được bình an và hạnh phúc. Đó thì con đường tu tập của người. Thế thôi, có em nói chung là bọn anh gặp thầy là có nha, ngày nào bọn em gặp. Đấy, hiện tại thì bọn anh có người ngủ, thằng em trai của anh với ông anh của anh ngủ trong đó luôn rồi, ở lại tại chỗ. Còn ăn thì phải về, ăn về vài bữa hôm nên vô, vài bữa hôm thì em vào nha cô chú anh chị. Bây giờ nói chung là cứ đổi qua đổi lại thôi, em về thì ông anh về thằng em về, nói chung là cứ đổi qua đổi lại vậy, thời gian nó còn dài. Thế vâng, em chào chị Kiều Nhân nhé, chào chị. Thời gian nó không phải là một ngày hai ngày nữa, mà là thời gian giờ nó còn dài nữa. Nói chung là thầy vừa cũng đỡ đỡ đấy em, đỡ rồi, thầy cũng đỡ rồi, ăn uống vào thì nói chung là cũng đỡ rồi, không sao cả. Có mỗi tội là đêm đến thì hơi gió rét thôi, nhưng mà gió rét thì hôm nay anh em vào cũng gia cố tốt, gia cố lại thêm một lần nữa rồi, gia cố lại thêm một lần nữa thì đêm nào nó cũng ấm áp chị, cô chú chị ạ. Chị mới đầu vào em nói cô chú chị nó toàn hoác, nó không có cái gì hết. Em nói với cô chú chị vậy, lần đầu tiên, tức là cái hôm em vào ông gặp thầy lần đầu tiên, nó toàn hoác tóc khuất luôn, nó không có một cái gì hết. Bởi vì là sao? Bởi vì đó là một chỉ là một cái tròi của người đồng bào thôi, không có một cái gì hết nha cô chú chị. Đó, em vào em nhìn thấy là bọn em biết được rồi, em bùn rùn hết người mà sao thầy có thể ở đây được, thực sự vậy, thật sự mà sao thầy có thể ở đây được, nó không toát khoác, nó không có một cái gì hết. Mà người thì người gầy, lúc đó là người gầy, thầy gầy tan sao, gió lạnh một, gió nó lạnh là một, thứ hai nữa là trong rừng trong rú thì em hỏi cô chú anh chị ở đâu ra mà đi cất đi thực của cô chú chị, đi trốn người cũng không hết, đi trốn cái bọn mẹ nó tiên sư cụ chúng nó, cái bọn ma quỷ kia nó còn không hết thì lấy đâu ra mà thời gian đâu mà ăn mới uống được cô chú chị. Em vào em nhìn em thấy là xó ruột rồi đó, em nhìn em xó ruột, bởi vì chúng nó có đi đâu chúng nó biết được, chúng nó ngồi ở nhà chúng nó không thể biết được cái điều đó. Trải nghiệm đi, hãy trải nghiệm đi. Nếu mà thực sự chứ bọn chim lợn này, em nói cô chú, nó yêu thầy nó không bao giờ làm cái trò mèo đấy, bởi vì chúng nó không yêu thầy, chúng nó chỉ là cái phái của bọn ma tăng nó vào, nó mượn danh thầy để mà yêu thôi. Đấy, luôn luôn nó bị bọn nó dụ dỗ. Nên là em nói cô chú anh chị, ngày hôm qua em nói vậy, các cô chú anh chị sót là đúng rồi, điều đó là đương nhiên rồi. Bởi vì cô chú anh chị luôn luôn nghĩ rằng cái bọn nó từ trước bây giờ chúng nó luôn luôn bảo thầy mạnh khỏe. Thầy Bình An, em nói cô chú mạnh khỏe cái gì? Ở trong cái rừng trong rú đấy, khất thực ở đâu ra? Hả? Ở đâu ra mà có mà khất thực? Thì anh Hộ Pháp này có chia sẻ là thầy thì đang rất là xanh xao và gầy của anh chị. Nhưng mà... Bây giờ ông đi được ra thì phải đi, bọn em đi nhưng mà bây giờ lại về vài hôm xong rồi là chung là mọi người cứ yên tâm. Đấy, thầy thì nói chung là từ cái hôm mà em đến đến giờ là thấy sắc mặt cũng thấy đỡ một tí rồi, nói chung là chưa được khỏe lắm đâu, nói thật là chưa được khỏe lắm đâu, nhưng mà đỡ một tí rồi. Chứ hôm trước em vào em nhìn thấy cái cảnh em thấy thương lắm cô chú anh chị, trời đất ạ, nó quá thương xót luôn, không còn gì chữ gì để thương được nữa. Ở đâu đâu là em nói cô chú anh chị, ở đấy nó rét à, gió rừng nó, em nói cô chú anh chị không thể nào mà tả được cái sợi gió, mà còn gặp mưa thì thôi, nó mưa liên tục, nó mưa lất phất, nó mưa liên tục của chú anh chị ạ. Không chị anh ạ, thầy không có uống gì cả, nếu mà thầy mà uống mật ong hay lại uống nước yến thì em nói thầy cô chú anh chị, mọi người cứ yên tâm, cô chú anh chị yên tâm, bọn em hỗ trợ là hỗ trợ đến cùng luôn, đến nơi luôn, nên là mọi người cứ yên tâm đấy. Dạ ok chào, nói chung là hôm nay bọn em vào đấy thì là em gia cố lại hết rồi, toàn bộ rồi, mua tăng ấy, mua loại tăng dày em che em quấn lại toàn bộ là ấm áp hết rồi. Và trên đấy thì em phải mua thêm một cái lớp chống cách nhiệt nữa, cái lớp cách nhiệt là đóng rẻ tiền đấy mà cô chú anh chị, là rẻ ấy mà. Xem cái hôm đó là em like lên là cái trà tròi, cái chỗ mà thầy ở đấy, cái chỗ mà em nói với cô chú anh chị là được hai ông chú ở chỗ địa phương đó, người ta hỗ trợ ấy, người ta hỗ trợ ở chỗ tốt. Thế nhưng mà cuối cùng này buổi chiều hôm đấy lại gặp ngay hai đối tượng nó vào, nó tính là quay phim ghi địa chỉ thì em lại bắt được. Em bắt được thì em điều tra ra thì nó bảo là có một nhóm để thuê mỗi đứa 500.000. Thì là hôm đấy thì em cũng đã hỗ trợ luôn rồi. Thực ra hôm nay là thầy còn đang đi khất thực, hôm đấy nó còn đi được. Thì hôm mùng 4 này là người đi được cơ quan chức năng, à được người nhà hỗ trợ đi chỗ khác. Thì là cái đi chỗ khác là cũng tốt. Dạ, đi chỗ khác cũng ok, nhưng mà là lý do là bọn này nó tìm gớm quá. Anh hả?
Nói chung là tùy theo em, bọn anh thì anh tìm thấy người rồi đấy, và cảm thấy em có ai biết mặt theo thầy như anh à. Nói chung là như này này, anh thì anh biết, chỉ anh giờ anh chỉ cần mà Phương Mai bây giờ chỉ cần đưa lên để chuyển qua cho bọn Ti Thoát phải không? Không có đâu em, em nhầm ý định rồi nha Phương Mai nhé. Bọn anh chỉ có nói thôi chứ anh không có hình ảnh, anh có livestream gì cả, anh không giống như cái bọn chim vẹt kia. Nói chung là cô chú chuyện này, nhất là những cái đoạn video trên mạng hiện tại bây giờ là không có nha. Đấy, nó không có một cái thật. Đấy, cô chú anh chị phải là thật sự như vậy, nó không có video thật. Ở trên nó là chưa, hiện tại bây giờ là chưa có một cái đứa nào nó vào đâu hết ạ. Mà cũng trong phạm vi là phải tầm cỡ 5 đến 6 cây là cũng chưa có đứa nào nó vào đấy luôn. Chứ đừng có nói mà nó vào lại gần cái khu vực đó nữa. Tầm cỡ 5 đến 6 cây là chưa có đứa nào vào đấy cả, bởi vì đường đi nó lại cực kỳ khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Đó, mà cái bọn chim vẹt kia thì nó ngồi ở nhà thôi. Còn cái bọn YouTube bi kia thì bây giờ nó vẫn đang đi tìm. Đó. Em nó thẳng định nó vẫn đang đi tìm. Nó vẫn như đi tìm như bình thường. Còn không biết cô chú anh chị cứ nghe ai thì bên đấy thì tùy cô chú anh chị. Đó. Thế à, thế thì lại có Mai Nguyễn này, mày này ở bên của thằng Tâm à. Thế thì sang Tâm mà nghe nhá. Ở đây không có cói, đây không có xương. Nói chung là mấy thành phần nào vớ vẩn em cho nó ra đảo hết, cô chú anh chị nhốt vào chuồng cho nó nhanh, giải thích bọn này rất mệt mỏi. Mà mình trong người em đang nóng trong người lắm rồi. Dạ không, em từ hôm mùng 5 em nghỉ mà. Em không like đâu. Em nói là cô chú chị trước cái hôm em nói là em hôm đấy là em đi công việc. Đó, em không có like cái gì hết đâu. Đến hôm qua em mới like, hôm nay em mới like lại. Thế là em đang đi vô trong chỗ của thầy nên em không có nói. Em nói với lại là nhà em ở nhà là có gì là hỗ trợ, nhưng mà nhà em bảo là thôi em chẳng lên đâu. Đấy, có gì anh về anh nói với cô chú anh chị. Cô chú muỗi à, muỗi thì em nói với cô chú anh chị khỏi phải lần muỗi nói nữa. Muỗi nhiều lắm. Ở đấy thì rừng rú thì em nói với cô chú anh chị rằng này, muỗi cực kỳ là nhiều nha cô chú chị. Muỗi là gió. Gió thì em nói không thể nào mà nó tả được. Ở đấy em nói được nó là về là rừng mà rú thì muỗi là một, gió là hai thì thôi rồi. À sao bạn? Là sao anh nói em nghe ra nè. Bạn anh gì đấy? Anh bảo sao ta? Trôi mất tin nhắn mất rồi. Anh gì anh nói gì đấy mình quên, mất trôi mất tin nhắn đấy. Sao bạn nói theo thầy mà tôi thấy bạn lại nói những câu nặng lời như vậy, không học được thầy à? À vâng, cảm ơn anh đã có câu trả lời rất hay. Em nhẹ nhàng với những người mà yêu mến thầy nha anh ấy nhá, anh Bình phải không nhỉ? Anh Bình, em nhẹ nhàng với những người yêu mến thầy, còn với những cái bọn chim lợn thì anh ạ, nói nhẹ nhàng chúng nó không hiểu được, mà nói mạnh chúng nó cũng không hiểu được, bởi vì đầu chúng nó bây giờ nó không có chứa cái gì ngoài hai chữ là tiền bạc, và mục đích của chúng nó là hút máu hút mủ của thầy của em, thế thôi, nên là em không nói nhẹ với chúng nó được, chỉ vậy thôi cô chú anh chị, đúng không ạ? Em chỉ nói nhẹ với lại những người mà yêu mến thầy, thương thầy, mà như cô chú anh chị đây hoan hỉ thì em nói nhẹ. Đó. Dạ vâng ạ. Dạ. Còn vắt, vắt thì ở đấy nó không có. Cái khu vực đó nó không có vắt, cô chú anh chị. Nó thẳng ra là ở đấy không có vắt. Dạ. Thế có hình để cho Đông Tử Vi đưa lên mạng để rồi cho Đông Tử Vi tìm thầy quay phim à? Hả? Khôn như Đông Tử Vi ở chỗ anh nấu rượu mận hết rồi em ạ. Anh nói thật đấy, ở Đông Tử Vi ạ. Dạ, nói chung là ở đó thì là thầy thì không có dùng màn. Thầy thì không có dùng màn, dùng mùng gì cả. Nhưng mà được cái là nghe có bọn em đốt lửa lên rồi. Nó cũng hơi ấm, nó có hơi ấm đấy cô chú anh chị. Đấy, có lửa, nói chung là có lửa nhá, có than. Mùa này mưa thì thực ra thì không đốt được củi nhưng mà có than nhá. Than với lại cộng với lại chút kem à, than đấy, em bỏ thêm cái bột kết nữa. Than đốt với bột kết đấy. Bột kết với lại một ít trầm hương. Nó nhảy vào nó cũng có mùi, nó cũng đỡ đỡ ấy. Nhất là cái trầm hương mình đốt lên nó muỗi nó mùi thơm thông thoảng ấy, nó cũng đỡ muỗi. Cái thứ hai là có cái than đấy là ấm, nó ấm áp hơn một tí. Muỗi thì là không, thầy thì ít khi mà bị muỗi cắn lắm của chú chị. Nó thẳng ra là không muỗi thì ít. Đấy à. Nói chung là bọn em nay đem mùa mưa này thì nó thực ra cái củi không có. Dạ. Củi không có thì chở than vào xong rồi là đốt than với lại bồ kết trộn vào.
một kết với lại một chút với lại ít trầm hương đem vào đốt để cho nó có tí khói để nó đỡ muỗi đi, nói chung nó cũng đỡ. Đỡ khái là anh em làm thật kín rồi. Hai người đồng bào hỏi có đau chân không mà video của anh nhỉ? À không, hai người đồng bào đó là họ quay trước cái hôm mà 17 đến 19, là hai ngày đó là bọn anh đã bị lạc mất thầy, khả năng là hai cái anh người dân tộc Ba Na đấy anh quay lên. Chính vì hai cái anh đó quay lên mà để ngày hôm nay cô chú anh chị biết đó. Chính vì cái video đó mà cái bọn YouTube nó mới đi tìm được á. Nên là cô chú anh chị nên nhớ như vậy. Đừng có hỏi những video mà nó cần những cái video như vậy mới để nó chúng nó biết được vị trí. Tất cả mọi cái như vậy. Để yên em nói cô chú anh chị không có cái hai video đó ấy, thì thầy của chúng ta cực kỳ tốt, ok luôn. Nhưng mà khốn nạn cái có hai cái video đó cái là mọi chuyện bây giờ nó bên bết như vậy đó cô chú anh chị. Nó cực kỳ nguy hiểm ở cái vấn đề như vậy. Thầy qua sông hả? Không, nói chung là vấn đề cái sông suối là chẳng qua là cái đoạn nó cũng có một cái sông nhỏ. Đấy, cũng có sông, nhưng mà thầy thì cực kỳ là tốt nha em. Nói chung là thầy đi đến một nơi là cực tốt rồi. Không phải lo, không có qua sông, qua đồ gì hết ạ. À rồi, cảm ơn em. Hôm đó hả? Hôm đó là nói chung là thầy anh tìm cánh nhà. Cái chỗ nhà anh tìm này theo như thông tin anh được biết thì là anh đã rút đơn rồi nha. À, mọi chuyện bây giờ là tùy duyên. Với anh bây giờ là mọi chuyện thầy có gặp thầy hay không gặp thầy nó là vấn đề tùy duyên. Dạ có chị, thầy hôm nay thầy cũng đỡ rồi chị ơi. Thầy cũng đỡ rồi. Bọn em cho thầy ăn uống xong cũng đỡ này cô chú chị. Đó. Mấy cái hôm đầu tiên thì em nói cô chú chị, cứ cô chú chị chỉ cần gặp thôi là cô chú chị đã thấy thương rồi. Bởi vì sao? Nó không có cái gì che chắn hết. Đơn giản chỉ là một cái chòi. Em nói ngồi gió. Em tưởng tượng mà sắp bay thầy đi rồi, cô chú chị biết cơ đó. Nó vậy. Lên này em mới điên cái bọn chim lợn này. Em về tối hôm qua em mới điên quá đi. Em điên quá em mới nói mấy câu như vậy. Thực ra thì nhiều người bảo sao mà đi với thầy sân xì với sân. Nhưng mà nó thực ra mình không nói thì không được. Yeah. Có em nói cho rừng thì phải lạnh rồi em ạ. Mà mọi người cứ yên tâm bởi vì là bọn em quay thật kín rồi. Bọn em trước khi bọn em lên gió quay kín nó không có cửa sổ gì đâu. Tối đóng cửa một cái rượt và cái chỉ có một cái khu khe nho nhỏ để cho gió nó cho nó thoát ra một chút khói thôi. Chứ còn tất cả mọi cái là đóng và phát là được kín mít luôn. Bởi vì đâu bọn em mua tăng bọn em che hết toàn bộ rồi. Chứ mới đầu á nó chỉ là cái chòi bình thường thôi. Cái chòi người đồng bào cô chú chỉ biết rồi. Dạ yeah. Nói chung là thầy thì cũng đỡ rồi con. Thầy đỡ rồi nha con. Dạ yeah, em cảm ơn chị. Chị Kiều Nhân chị theo dõi em từ lâu rồi mà chị biết em rồi phải không? Chị biết tính của em rồi. Những cô chú anh chị, những người mà theo dõi em từ đầu đến giờ là cô chú là những cái chị đã thực sự là các chị hiểu em nhiều lắm. À, còn các cô, các chú anh chị mới vào đây thì đôi khi là mới nghe những thông tin ban đầu thôi, cũng chưa được nghe rõ lắm. Em yên tâm bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của bọn anh mà. Cái đó bọn anh biết. Chỉ có những người mà cô chú anh chị quen từ lâu rồi là biết bọn em làm gì, bọn em ngày xưa bọn em sinh hoạt như nào. Bọn em nói thật với cô chú anh chị cũng có nghề nghiệp hẳn hoi, ất giáp luôn. Mà để lấy cái nói mà để cái nghề đấy bao nhiêu người mơ ước luôn chứ không phải là dễ đâu. Nhưng bỏ hết, chẳng có tiếc gì đâu cô chú anh chị. Không tiếc đâu. Đó. Chị đừng có nói mà như mấy thằng chim vẹt kia bảo bọn em là những thằng mà không có việc làm ăn đi đu bám thì không có đâu. Việc đầy đủ hết. Thằng em bây giờ mà còn công tác còn nó mà còn làm việc thì bọn đó cũng hơi mệt. Yeah. À vậy hả? Nói chung là nhiều người lắm, nhiều người nói xấu về nói xấu trên phương diện là nói tốt mà tốt nhưng mà lại thành tốt xấu bởi vì chúng nó có biết cái gì đâu mà chúng nó suốt ngày chúng nó ở nhà máy lạnh chúng nó nói thầy vẫn đi khất thực rồi thế này này kia mình nghe ngứa tai gai mắt quá đi ở trong rừng trong núi mà khất thực cái gì mà đến bây giờ hôm nay cái thằng thông thiện tâm nó còn nói là thầy vẫn đi khất thực em thua nó luôn bó tay nó luôn ở khả năng cái về cốc thì các cô chú anh chị cứ xác định một câu là thế này cái cốc đó chỉ làm cho vui thôi chứ thầy không bao giờ thì về cái cốc với nhau cô chú anh chị nhá đó. Cái cốc đây làm cho vui thôi. Cái cốc phải làm cho vui thôi. Chỉ còn cái cốc đó thì không bao giờ thầy về với cô chú anh chị nữa đâu. Nên là chúng ta đừng có hy vọng mơ mộng với cái cốc này cho nó mệt. Đấy. Bây giờ chỉ mong sao em nói cô chú anh chị này. Bây giờ cô chú anh chị giờ chỉ mong sao là cái bọn thứ nhất là cái bọn TikTok trên này là cái bọn chim vẹt đấy. Bớt bớt cái mồm lại. Thứ hai là cái bọn YouTube kia đừng có tìm nữa. Để cho thầy yên ổn đi thầy còn ở lại với chúng ta. Chứ còn cứ cái tình hình mà cái xôn xao lốm nháo này ấy. Rồi là thầy đi đến nước ngoài thì em nói cô chú anh chị lúc đấy hết 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 tìm luôn. Bây giờ chúng ta bỏ ra 5 triệu, 10 triệu để vào gặp thầy chúng ta không thích à? Hay là chúng ta muốn bỏ ra 50 triệu, 100 triệu để sang bên nước ngoài gặp thầy? Cô chú anh chị thì nghĩ coi.
hay là chúng ta muốn cái điều đó? Chúng ta bây giờ chỉ cần từ đây vô Gia Lai đúng không? Máy bay thì 10 triệu, ô tô thì 5 triệu, không thích à? Hay là thích phải bỏ 50 triệu, có khi cả 100 triệu để bắt máy bay sang bên Ấn Độ để gặp thầy? Phải không cô chú chị? Thầy đang ở đây đó là viên ngọc phải quý rồi. Mà cái bọn quỷ ma quấy phá kia thì lại cứ vậy thôi. Và thầy đó có ý định như vậy là cô chú chị, không phải đang có. Ta mong người sinh thì ta nhậm, cho dù khi mà ta... Đông An luôn luôn nói như vậy và thầy cũng luôn luôn là nghĩ vậy cô chú chị. Trong miệng của thầy ấy, tức là nơi miệng thầy lúc nào cũng nói ra là sợ cái bọn YouTube, bọn TikToker, chứ không bao giờ thầy nói là sợ người dân chúng ta. Đó. Dạ vâng đúng rồi, đúng rồi chị An Nguyễn. Bức quách quá là thầy sang đến Ấn Độ luôn, mà lúc đó là chúng ta đừng có hối tiếc. Đó là em nói vậy. Để chúng ta những con người thông thái đây, 168 người ngày hôm nay đây, mỗi người một ý kiến, mỗi người một cái bình luận cho bọn nó lét đi, biến ngay đi, đừng có bốc bốc cái mồm đấy. Để thầy còn về với chúng ta. Bọn em chỉ không lo gì, chỉ lo một cái điều như vậy thôi cô chú chị. Em nói với cô chú chị, thầy chỉ cần đi nước ngoài thôi nhá, đi sang biên giới thôi, họ sẵn sàng đón thầy hơn cả một vị Phật nữa. Đó, họ sẵn sàng là tạo hết mọi điều kiện, có thể nhập cư cho thầy luôn của đấy cũng được. Và mong mong thầy sang đó. Đấy, người ta còn mong thầy sang đó, người ta kêu gọi người ta thầy sang đó mà. Thầy chỉ cần sang bên đó thôi, bởi vì đất em nói cô chú chị này, Myanmar này, Lào này, Việt, Thái Lan này, Ấn Độ này, nha, những cái nước đó là những nước có Phật giáo. Đấy, họ cực kỳ quý thầy như vậy. Mà bây giờ chúng ta không giữ được cái viên ngọc đó, để viên ngọc đâu đi thì thôi rồi, em nói cô chú anh chị. Chẳng nhẽ bây giờ cô chú anh chị mình lại, chẳng nhẽ lại bỏ ra cả 100 triệu, vài 100 triệu đi sang gặp thầy, mà trong khi đó chúng ta chỉ bỏ 5 đến 10 triệu chúng ta đã gặp được thầy rồi. Đó, một cái viên, một cái đơn giản, cực kỳ đơn giản vậy thôi. Mà tại sao chúng ta không biết đường đi? Suốt ngày nghe cái bọn chim lợn nên nó nói vớ va vớ vẩn. Đúng rồi, cố giữ thì không để mất lại đừng tìm. Mà tìm cũng không được đâu, bởi vì sao bên nước ngoài còn đâu nữa mà tìm ạ. Thầy chưa em? Thầy chưa, thầy hiện tại thì bây giờ thầy đang ở với chúng ta đây. Nhưng mà đừng để nó bức bí quá rồi thầy cũng đi thật. Đó là em nói một câu chân tình luôn, cái điều đó là đã có, thầy đã nói trước rồi đấy. Nhắc của chú anh chị, không phải không nói đâu. Thầy đã có dự định ở Huế rồi đấy. Thầy đã có dự định ở Huế đấy cô chú anh chị. À dạ, hôm qua em nói chắc là em điên quá, em chửi mấy câu rồi bọn kia subscribe kệ đấy chị, không sao đâu. Ở Huế thầy đã có dự định như vậy rồi, mà bây giờ đến vào trong nhà thầy rồi lại tiếp tục như vậy, nên thì em nghĩ là khả năng chúng ta lên đấy. Dạ vâng chị ơi, thưa cô chú chị này, thầy không phải nằm trong giáo hội Phật giáo, thầy chỉ là một tu sĩ đi làm bình thường thôi. Chúng ta đang yêu mến thầy bằng yêu mến thầy một cách của chúng ta. Còn với nhà nước ấy, với cơ quan chức năng ấy, thầy chỉ là một công dân thôi nhá, chỉ là một công dân và đang làm đi theo học tập của Phật, phương pháp của Phật thôi, chứ thầy chưa phải làm trong giáo hội Phật giáo hay là cái gì cả. Bên nhà nước họ chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi cô chú anh chị, họ chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, bởi vì thầy bây giờ chỉ là một công dân của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Khi nào mà thầy làm trong giáo hội Phật giáo thì lúc đó ấy, giống như thầy Minh Đạo ấy, thì lúc đó lại khác. Đó cô chú chị, mình hiểu vấn đề như vậy. Đó. Bọn, đúng rồi chị, đó cái bọn YouTube đó, bọn TikTok đó, nó chỉ là vì lợi nhuận trước mắt thôi. Em nói cô chú chị, nó không yêu thầy đâu. Chúng nó một mồm chúng nó kêu thầy, nhưng mà thực ra chúng nó không yêu thầy. Đó. Chúng nó chỉ biết là hút máu hút mủ của thầy thôi, của thầy chúng ta thôi. Nó hút đến mức độ thầy phải đi ẩn tu trốn ở nơi thâm sâu cùng cốc rồi, nó vẫn không tha, nó vẫn tiếp tục. Đó, nó vẫn cứ tiếp tục vậy, ngày ngày nó vẫn hiện hữu lên cho chúng ta đấy. Chúng ta đã thấy chưa, ngày ngày nó vẫn hiện hữu live stream suốt ngày, ngày thầy ngày tháng tháng này, cô chú anh chị thấy chưa? Dạ, ở cái vấn đề đẩn lễ không là do bọn nó, do cái bọn TikTok thì kìa, cái bọn chim lợn trên này này, nó im mồm nó đừng có nói nữa, thì thầy sẽ về với chúng ta thôi. Chứ còn ngày nào chúng nó có lên live stream, chúng nó nói như con vẹt thì em nói của chú anh chị, có đến mục thấp thì thầy cũng không bao giờ cơ hội đấy, em nói thật sự luôn, không phải là em không phải nói để mà tại để mà bảo sao thầy không về, nhưng mà cứ tình hình như này đến mục thấp thì không về, còn lỡ nga nó ngỡ thầy đi luôn, em nói thật sự luôn, nói chia sẻ thật luôn, không phải là em nói gì tính em là vậy, em nói thật sự luôn. Đơn giản thôi em, rất cực kỳ đơn giản, là bỏ loại ngay cái bọn chim vẹt đi,
mỗi người vào chúng ta nói một câu thì bớt bớt sân si đi, về nhà mà làm việc cái tắt đi, bỏ kênh đi, hủy đi, là chúng nó không còn ai nói chuyện nữa, chúng nó tự giác chúng nó nghỉ thôi. Thế còn bây giờ chúng nó cứ live stream thì cả làng cứ chạy vào đây nói chuyện, nó hơi với nó thì nó vẫn cứ tiếp tục. Nó đơn giản là vậy thôi cô chú chị, cực kỳ đơn giản là chúng ta thôi. Cái quan trọng chúng ta là những con người thông thái, chúng ta hiểu được câu chuyện đó thì chúng ta sẽ ok thôi đó. Dạ vâng anh chào chị. Ô, lâu lắm chị mới lên nè. Đó, chúng thì quan trọng chúng ta thôi chứ chẳng có quan trọng ai cả. Bởi vì sao ạ? Cái bọn chim lợn nó cần chúng ta, hiểu chưa? Và chúng ta bây giờ không vào live của nó nghe, và chúng ta nghe chúng ta nói mỗi đứa mỗi người một câu vậy, chúng ta tự hủy chúng nó tự chạy thôi, chứ cần chi phải làm nhiều đâu. Khổ cái là chúng ta cứ vào nghe nó thôi, nó khổ vậy cơ, có phải ít có phải là lời đâu, chỉ có thế thôi, chỉ có cách vậy thôi chứ còn chẳng cần cách nào cả. Cơ quan chức năng thì nói chung là vấn đề về an ninh mạng này, em nói thật cô chú này, nó cực kỳ là nhạy cảm, nó không phải như cái khác đó. Cái thằng đó hả? Thằng đó lúc nào mồm, thằng em nói cô chú chị này, em phải khảo, em nói cô chú chị một câu rằng này, chúng ta lên để ý thằng đó đi, thằng đó là cái thằng cực kỳ nguy hiểm đấy, nó không đơn giản như cô chú nghĩ đâu, nó xỏ xin người này, nó kích bác người khác nha, nó lợi thế ở được con chị đó ở trong đời, ở trong Gia Lai của thằng em ở trong đấy, nhưng mà thằng con chị, thằng em nói, em hỏi cô chú chị chắc gì đã gặp được thầy hả? Chứ chắc vừa rồi nó có cơ hội vào trong Gia Lai từ thiện thì em không biết nó có bỏ tiền hay không, hay là đi theo từ thiện em không biết, nhưng mà nó cũng có hình ảnh một chút chút, nên giờ nên nói như thắng nhỉ, hay là cô chú chị để ý tí nhá. Còn đặc biệt những anh ấy, mấy thằng YouTube thôi thì cô chú cứ chị cũng lên để ý là nó tí đó, chỉ vậy thôi. Thiện tâm Sài Gòn đâu chị, thằng đó ở trong ngoài Hà Nội, thằng thiện thông thiện tâm cơ mà, thằng thông thiện tâm đấy là ở ngoài Hà Nội. Ờ, ngài là sao? À, thật thiện tâm và thái tâm, nói chung là cứ có tâm là em thấy đâu, mang tiếng là có tâm nhưng mà không thấy tâm tí nào. Thằng đó là thằng nào vậy? Thông thiện tâm này, rồi là thái thì thái tâm mới thấy tỏ cho nó nói em quá trời hỗ trợ. Thì kệ fan mình, kệ đó là mình nói cho cô chú chị hiểu vậy đó. Mà cũng nhắc luôn là khả năng là cũng sắp rồi đấy. Dạ, yeah. Khả năng là bọn đấy cũng sắp rồi đấy, bởi vì là vừa rồi là cơ quan chức năng nó có gọi lên xã nó làm việc lần rồi, nhưng mà cứ tình hình này rồi là sắp sửa đấy, thế là cẩn thận một tí các bác, mấy anh nếu mà có nghe thì nên lưu ý nhá, em nhắc nhẹ rồi đấy, sắp rồi đấy. Mình nghĩ là thầy đi qua đó, mình nghĩ thầy là được thầy tôn chuyển thế và cô. Đúng rồi, là như thế mà. Thầy bây giờ với chúng ta, em nói là cái sự đắc đạo của thầy nó là một cái sự đắc đạo lớn rồi. Không có một con người nào, em nói thật sự vậy, không có một con người nào mà ngồi ở giữa rừng như vậy nha cô chú anh chị. Xung quanh không có cái gì hết, nhịn ăn mà ngồi dưới con gió như vậy mà vẫn cảm giác an nhiên, thì em nói với cô chú anh chị, thầy là một đã đắc đạo rồi. Chỉ có những người đắc đạo họ mới làm được điều như phi thường như vậy thôi cô chú anh chị. Đó, ngồi giữa rừng, xung quanh là không có cái gì hết. Đạo anh ở trong tâm em ạ, đạo anh ở trong tâm, anh đi với thầy là anh theo rồi, theo thầy. Đạo ở trong đạo hay không, ở trong cái tư duy và cái suy nghĩ của mình đó, cái cách của mình làm từ tâm thì sẽ ra đạo em ạ, thế thôi. Chứ còn đạo nào cũng là đạo, nó hướng thiện hết. À vâng, đúng rồi. Dạ thưa chị là thầy khỏe, thầy đỡ đỡ rồi chị, thầy cũng đỡ đỡ rồi. Dạ. Dạ. Nói chung là thầy cũng đỡ, hôm qua hôm nay thì bọn em lên hỗ trợ cơm nước thì thầy cũng ăn được rồi. Nói chung là ăn uống thì bây giờ là anh em nấu tại chỗ thầy ăn. Đấy, để thầy ngồi thầy tu tập thầy học, để thầy học cái đó là tốt rồi. Ban đêm thì có tí nữa ấm áp. Nói chung là vậy là quý hóa thì có chốn chị. Ở trong rừng thì chúng ta đừng có mơ mộng gì mà nó cao sang quá, bọn em hỗ trợ như vậy là ok rồi. Chỗ của thầy thì là anh em cũng đã là quay lại rồi, nó kín rồi, đỡ gió rồi. Thứ nhất là cái gió cũng đỡ rồi, không có gió nữa. Thứ hai nữa là ăn uống được rồi. Dạ. Yeah. À ok em, cái đó nói chung là bọn anh hỗ trợ là đến nơi.
Nói chung là đồ ăn này, đồ ăn, đồ uống, đồ mấy cái đồ chay đấy thì anh em mua đầy đủ hết rồi. Nó không thiếu cái gì cả. Kể cả thuốc bổ rồi linh tinh mấy thứ linh tinh là anh em cũng chuẩn bị hết rồi. Đó. Sốt à, thầy thì không uống, nói chung là cái hồi thầy không có sốt đâu nhưng mà mệt, cái hôm anh vào là thấy mệt. Còn người thì cái tay kem. Dạ đúng rồi chị, thì toàn là mấy video cũ ấy mà, khổ lắm cơ. Toàn mấy cái video cũ chẳng nó đăng lên nó nói vô vào phải mấy đứa mấy thằng chim lợn ấy nói làm gì. Ờ chị. Dạ. Ờ thuốc bổ à, thuốc bổ thì mình bỏ vào trong 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 cháo hay trong cơm luôn chị, mình đổ thẳng trực tiếp vào đó luôn thì ăn. Thuốc bổ nó có mùi vị thơm thơm ấy, chứ còn đắng đồ không ăn đâu. Nên nhưng mà anh cũng phải hỗ trợ. Thứ nhất bây giờ là mình phải làm sao để tăng sức đề kháng cho thầy đã. Cái sức đề kháng của người là mình quan trọng nhất. Bây giờ làm sao để bổ sức, bổ sung sức đề kháng cho người. Là tuy là có chay nhưng mà trong có chay đó mình phải là kết hợp lại một số dinh dưỡng nữa để cho thầy ăn cho như là đủ chất dinh dưỡng đó. Và kết hợp với thuốc đó, mình kết hợp vào đó, thuốc bổ vào đó để mình mỗi ăn, ví dụ mình nấu cháo mình bỏ vào, mình quấy lên cùng với cháo cho thầy ăn, nó không có màu, không mùi, không vị gì cả, nó kiểu nó ngọt ngọt nên giống như vậy nên là thầy ăn được đó. Nên là mình hỗ trợ như vậy cô chú anh chị. Nghĩa là sao bây giờ là quan trọng nhất là cái sức đề kháng của thầy. Sức đề kháng mà tốt thì thầy sẽ khỏe. Đó. Dạ vâng. Thì thầy hiện tại thì là đến giờ phút này là thấy là cũng đỡ đỡ rồi. Không phải như lần trước nữa. Không như mấy hôm qua hôm kia, hôm qua kia. Hôm kia em vào thì thấy thế quá. Nhưng mà hôm nay thì anh em nấu ăn, nấu uống cho thầy thì là hôm nay đã mua đồ vào rồi. Thì là được rồi. Vậy là tốt rồi cô chú anh chị. Ăn uống thì bây giờ là anh em bây giờ ở tại chỗ, ngủ tại chỗ luôn thì ăn uống thì em nói cô chú chị, xin hứa với cô chú chị là ăn tốt là thầy ok rồi. Còn vấn đề giống như mấy bọn chim vẹt kia nói là thầy đi khất thực thế này chỗ khác thì cách tốt nhất là chúng ta đừng có nghe bọn chim vẹt đã nói nữa, em rất mệt mỏi lắm rồi. Em đã mệt rồi thì cô chú anh chị phải hiểu như vậy. Tính nghe là con người thật là em chân chất em nói rằng có sao em nói vậy. Đấy. Mà mình có nói nhiều quá thì cũng cô chú toàn bị chúng ta hiểu thôi. Đấy. À anh ơi, sao em? Anh ơi cho hỏi mấy thầy nhỏ tu tập cùng thầy khỏe không? À mà các thầy hả? Nói chung là các thầy bây giờ nói thì như thầy Minh Tạng thì bây giờ đang ở nhà. Còn thầy như Vô Danh thì bây giờ cũng đang tu tập ở nhà đấy cô chú chị. Đó. Các thầy như Vô Danh với lại thầy Vô Danh với thầy Minh Tạng, Vô Danh với lại Minh Tạng, thầy Minh Tạng là em có số hết mà. Anh em vẫn điện thoại trao đổi với nhau là chuyện bình thường. Đó. Ôi giời mũi rồi chị, ôi giời chị đừng nói mũi thì thôi rồi. Mũi rừng thì em nói con nào con đấy em phải nói điêu với chị, nó to đúng bằng cái đũa, khiết đen. Mũi thì thôi rồi luôn. Nhưng mà khổ được cái thì là mình quấy lại thật kín này nó cũng đỡ đi. Bên hai mình đốt đống lửa nó cũng ấm. Cái gì thì cái em nói cô chú anh chị nó không bằng cái đống lửa, có tí lửa vào nó ấm hẳn liền. Nó cảm giác nó ấm cúng hẳn ngay liền. Đấy, lửa với lại có đèn dầu. Nửa với lại có chút tí đèn dầu không khí cảm giác ấm ngay. Với thứ hai nữa là bây giờ có anh em hỗ trợ thầy cũng cảm thấy nó có tí, mình có gọi là có tí hơi người đấy, có tí hơi người nó cũng vui, người nó cũng vui vẻ hẳn lên, nó cũng đỡ đi. Chứ mà lủi thủi một mình mà em không vào nhanh hỗ trợ thì em nói cô chú anh chị không biết chuyện gì xảy ra thật sự luôn. Bọn em mà không vào hỗ trợ nhanh mà cô chú anh chị mà cứ nghe cái bọn chim vẹt trên này nói thì em thề với cô chú anh chị không biết chuyện gì xảy ra, nói thật với vậy cô chú anh chị. Cô chú anh chị ở nhà cứ ngồi nghe cái thằng Thông Thiện Tâm này mà nói với thầy, cái bọn chim vẹt kia nói thì tôi chết dở. Bởi vì trong đầu chúng ta cứ linh à thầy vẫn khỏe, thầy vẫn đi khất thực bình thường đây. Cứ linh như vậy bởi vì cái bọn chim vẹt đấy nói mà, khổ lắm cơ. Còn biết được rằng là thầy của chúng ta bây giờ như vậy đâu. Đấy. Nó không biết cái gì hết thì đừng có nói. Đấy chúng ta cứ nghĩ như vậy thôi, khổ vậy cô chú anh chị ạ. Đó. Lên là hôm qua em lên em nói bọn nó cay cái vụ đó bởi vì sao, bởi chúng nó luôn luôn nói tốt để chúng nó tạo ấn tượng mà. Nên chúng nó gọi là nó luôn luôn nói để cái tốt để tạo ấn tượng, nhưng mà cái gì đúng thì mình nói. Yeah. Nói chung là các chị yên tâm, bọn em thì hỗ trợ là đến cùng đấy, không có vấn no gì cả, nên các chị nhé, yên tâm. Yeah, nói chung là em nói này, bọn em có tâm sự với lại người thì cũng hỏi là không biết là thầy có quay lại không, thì thầy bảo là tức là tâm nguyện của người ấy, thì cũng rất muốn là được đi khất thực giao duyên, nhưng mà khổ cái là thầy thì lại sợ cái bọn quay phim quá rồi, nói thẳng ra là sợ cái bọn YouTube đi quá thì khiếp lắm rồi,
thầy không 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 có quay lại nữa đấy. Khi nào mà yên ổn thầy bảo, khi nào yên ổn lại thì thầy sẽ về đấy. Thì mình em bọn em cũng nói chuyện tâm sự với thầy như vậy, thì hỏi là thầy có con quay về không, nếu mà yên ổn như này kia. Thầy bảo có, bởi vì cái gieo duyên của thầy là được muốn được đi gieo duyên. Thế còn nếu mà thầy bảo thế, con nghe nói thầy muốn đi nước Ấn Độ à, thì thầy bảo là đúng rồi. Bởi vì là nếu mà trường hợp mà như này nữa thì thầy khả năng là người cũng đi. Đấy, thầy đấy là thầy nói. Nên là em luôn luôn nhắc với cô chú rằng cái viên ngọc quý của chúng ta giữ lại. Chứ đừng để mất rồi chúng ta lại đi tìm thì khổ, em nói cô chú chị. Lúc đấy mệt lắm. Thầy mà sang bên nước ngoài thì em khẳng định với cô chú anh chị không có về đâu, mà chúng ta lại mất tiền sang bên đây thăm thầy, đảnh lễ với thầy cả trăm vài trăm triệu cơ. Mấy cái chuyến máy bay sang đấy được thì đúng là, em nói thật sự đúng là chuyện mà dở hơi thật rồi. Phải không cô chú chị đúng không? Bây giờ mất 50 triệu không muốn. Tôi em